Ừ. Nhìn không là thấy sướng rồi. Được chưa? Hay quá, người đẹp bắt tuyệt vời đấy. Đây nè. Đây. Mùa này là cũng khá là ít. Rồi, Moco Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhá. Hôm nay mình tiếp tục đứng ở một cái vị trí dàn đăng này là cũng rất là quen thuộc đối với các bạn. Vị trí dàn đăng đôi số 4 thì khi đi bao cái đăng này các bạn sẽ được chạy chủ đăng dẫn xe để trên kia luôn kìa. Đó. Thì các bạn nội bộ qua một cái vùng nước này rồi các bạn sẽ được di chuyển trực tiếp xuống đăng luôn. Đây là vị trí đăng đôi. Đăng này tức là các bạn sẽ được bắt hai cái đăng ở một cùng một lúc, tức là cái đăng này bắt xong sẽ ra tiếp một cái đăng xa bờ ngoài kia nữa. Thì thường là cái đăng này ít cá nên là chủ đăng sẽ cho bắt thêm một cái đăng ngoài nữa. Đây, hiện tại thì cái đăng này khách của mình cũng đã bắt xong và bây giờ khách của mình đang di chuyển trên lên trên cái đăng trên gọi là đăng xa hơn, đăng xa bờ hơn, và mình sẽ di chuyển lên trên đó, mình quay cho các bạn xem. Đây, hiện tại thì để nổi ra được cái đăng này các bạn phải đi qua một cái vùng nước khá là sâu như vậy này các bạn. Đấy, nước ở dưới chân mình thì hưởng tới gần tới đầu gối và nước chảy cũng khá là mạnh do thủy triều đang rút. Rồi, hiện tại thì mình cũng đã vào tới được cái cửa cái đăng. Mời các bạn vào trong đăng. Xin chào nha mình. Sao, có bắt được con gì đăng dưới chưa? Có, nhiều lắm, vui đó. À vậy hả? À thế để quay thành quả của cái đăng dưới trước xem nào. Thôi các bạn xem cái đăng dưới. Đăng dưới thường là ít cá nên là chủ đăng cho bắt thêm một cái đăng này. Đây là thành quả của cái đăng dưới. Đây cũng được khá là nhiều đấy. Cá măng, cá cháp, cá đối. Có cả con so, con sam gì đây nè. Con này con sam, trứng. Đó. Vậy là cũng được rồi. Tuyệt vời đấy các bạn. Đăng dưới mà nay được nhiều vậy là hên đấy. Dạ. À có mực cả hả? Mực ống mực nang đầy đủ ha. Cá ngát sọc nữa kìa. Wow. Tuyệt vời nha. Rồi, một con tôm sú rất là đẹp. Tôm sú to đùng luôn ha. Đẹp. Rồi. Trời vô phương luôn. Không sao, vẫn bắt được. Từ. Cứ tìm cho kỹ vẫn bắt được. Nó nằm trong góc lưới này nè. Nó không chui ra ngoài được. Đây nè, nó trong đây nè. Cầm. Đây là thấy không? Cái. Đấy là xúc. Sản phẩm gọi là chưa rộ. Cái. Còn ở đó ngay chân cọc kìa. Rộ. Đấy. Đó, siêu phẩm của trong cái đăng này. Con này là giá trị khá là cao. Rất là to đúng không? Con này khoảng cỡ đưa cho mặt em nè. Nó cho lên YouTube được. Rất là đẹp. Mặt bạn lên là đẹp tuyệt vời luôn. Không bỏ vô đây luôn hả? Ai con tôm bự lượm vào đây, con tôm bỏ vô trong mặt. Tôm bỏ vô trong cái túi kia không nó rách. Con ghẹ hả? Cẩn thận nó kẹp nhá. Ôi, con cua chứ không phải con ghẹ. Không biết nữa. Cua to đấy. Ủ. Nhìn kỹ thì giống con ghẹ mà. Nhìn sơ thì lại giống con cua các bạn. À, không biết con này chắc nó nai căn giữa ghẹ và cua. Ủa dạ này, con cua ghẹ hả? Ừ, con cua ghẹ. Con ghẹ hay gì mà con. Ừ đúng rồi. Có hai ngảnh. Ghẹ. Rồi nó là ghẹ là để phân tích con này xem là con này nó bị ốp rồi. Ốp nó mềm hả? Ừ, nó ốp ra rồi. Dây đâu vậy? Dây cột thôi chứ. Ở cái vỏ đâu rồi? Rất là đã luôn. Rồi lên đi, người đẹp. Đó, người đẹp với con ghẹ này là rất giống ghẹ đá. Ừ, nhìn thì đúng là con ghẹ đá thành tinh, nhìn bên dưới thì tưởng con cua. Cái này hôm nay lại nhiều rác quá. Cái cằm to ha. Hôm nay bắt được hai con cá nhốt rồi. Đấy, ghẹ đấy. Ghẹ với cá rìa nha, chị mang chân đất cẩn thận nhá. Mấy con cá rìa nó nhất lắm á. Đăng này là hay bắt được mực ống. Dạ. Ui, mực nang to thế. Ở đâu đấy? Xếp được một bọn hả? Đấy hả? Đâu, quay. Quay xem nó có vui không? Cẩn thận, nó phóng mực. Nó phóng lên là nó muốn phóng rồi đấy. Đây, bạn cầm đây. Đây, sản phẩm của chúng ta hôm nay là hai con mực nang. Rất là to, các bạn xem. À, bạn biết con nào con được con cá hoặc con cái không? Không, nào được. Hai con này là hai con cái. Ừ.
nó có chấm chấm dạng chấm ấy, còn đực nó có cái vằn vằn. Đây là mùa này là cũng khá là ít. Đó, rất là đã, tuyệt vời. Rồi, sản phẩm rất là đẹp anh. Rồi hai con đó, hai con đó là được gần cả ký rồi chứ hả? Hai con đó cả ký rồi. À, cảm ơn cũng hiền, không sợ. Đúng. Nhưng mà nó nhanh đấy. Cái này mà họ mình phải đi bắt măng á. Chạy kiếm cho. Chốc nữa nó cạn nước hết chỗ này. Đấy nó ôm cột đấy. Không có bắt được nó đâu. Đúng rồi, chỗ ẩn nấp của nó. Đó chưa? Hay quá, người đẹp bắt, bắt tuyệt vời đấy. Sát thủ bắt cá bằng tay đây. Tay lên trong chưa? Dạ, yeah, một em cá rìa, hay quá bé. Hay quá, người đẹp sát cá ghê ta. Mò xuống phát là dính liền. Đây để mình qua bên này, mình quay bên này cho các bạn xem là bên này. Ui, cái con ốc bưởi hồn này nó thành tinh cho nó to đấy. Đây, rất là đẹp luôn này các bạn. Ua. Con này rất là đẹp, con này mà mang về nuôi này, tuyệt vời luôn. Sao? Cá nó ra hết rồi. Rồi. Có mấy con nhiêu? Chỗ bên này được mấy con đây hả? Bên này có nhiều không cô? Đây. Đây, trong này thì rất là nhiều cá đối và cá nâu. Ừ, ngon lắm. Mực bắt rồi đấy, đem ra mấy con rồi đấy. Mực bắt rồi, đây, cá nâu thành phần mực của chúng ta. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cá cháp. Đấy, cứ nhấc cái lưới như vậy này, để hết. Đó, sản phẩm cũng khá là đa dạng. Là cá cháp này, cá đủ thứ hết, mực ghẹ rồi, cua. Đấy, rất là đa dạng cho bạn, nhưng mà giá thì cũng khá là nhiều. Mực đây. Cái này này, quay. Thấy sướng rồi. Ừ, nhìn không là thấy sướng rồi. Nhìn lên bên đây. Mực đó là phải ăn sống luôn. Sống luôn hả? Ừ, ăn sống luôn. Cái con tôm này nè, ăn sống con tôm luôn. Tôm mực này ăn sống được. Vậy nó mới chất. Cá đối vậy. Cá măng. Tiếc ghê không ạ. Cá cháp nè. Ừ, cá cháp to nè. Ừ. Ăn sống được. Chính xác. Phật này tuyệt vời đấy. Làm con đi cho nó tỉnh táo vậy. Vô hả? Luôn. Làm cho đem cho một cái chén mù tạt lên. Hàng tươi ngon. Hàng tươi ngon, mời bạn ăn nha. Cũng khá là nhiều khách ra đây gặp những con tôm thẻ như vậy, bóc ra phát là đưa vào mồm luôn. Rất là thịt nó rất là ngọt, nó không có một tí gì gọi là tanh hết. Đây, mời cả nhà dùng nha. Rồi mời cả nhà, sản phẩm siêu phẩm của biển. Rất là ngon nha. Rất là ngọt luôn. Ngọt. Tươi sống vẫn còn đấy. Đóng đây đấy mẹ. Luôn đi. Rồi bác làm con cá này đấy. Con cá rồi. Làm con đi cho nó đủ bộ. Hết chưa? Hết đây chưa? À. Ừ, cái này ít hơn nữa. Con này là có cá có mực. Mặc đây, dù chưa cá bên đây. Chưa gặp kìa. Chưa gặp con nào to nhưng mà cũng khá là ok. Đây, có thể cho hết vào trong đây cũng được. Dùng chung vào cho một cái túi cho nó gọn. Đó, đây là siêu phẩm của mực. Mực mà ống mà các bạn để như vậy, những con nào còn sống là nó hút cát luôn là sạn đó. Đây, cái đăng này hôm nay thì được như đây mực. Rất là to. Đấy, con mực rất là to này. Đây là siêu phẩm của mực ngang tại biển. Đây là vị trí đăng số 4. Thì... đấy, đổ hết đô này cũng khoảng cỡ 20 kg đấy. Xong rồi dọc nó xuống dưới nước rồi. Bắt chơi nó đi. Mồi thì đủ rồi đấy. Mồi là đủ rồi, ba mồi luôn. Rồi, mồi đủ rồi, bắt chơi. Đó, mực rất là nhiều.
Tuyệt vời. Vui không con? Vui không? Vui đúng không? À. Ghê vậy. Cua hoàng đế baby luôn. Giỏi quá. Oh, đây là sản phẩm cua hoàng đế nha. Giống y chang luôn vậy. Y chang nha, nhưng mà đây là cua nhện nha các bạn. Cua hoàng đế. Phẩm cua hoàng đế nha. Con nói đi, con này con gì? Không biết. Phải nói này cua hoàng đế chứ. Ơi, thích không? Con mang nó về ăn không? Giống như con ốc dừa luôn. Đấy, lấy kẹp. Kẹp đầu đó. Kẹp đuôi. Kẹp đuôi à, kẹp đuôi nó dễ á. Con này phải đầu lắm mới được. Kẹp mạnh vào, mạnh tay lên. Kẹp khó quá thôi, lấy tay bắt đi. Thì con lấy cái giật con chết rồi. Rồi, một trải nghiệm khá là thú vị cho các bé nha các bạn. Đây, thanh niên này thì bắt được một con địa đá rất là to và rất là hung dữ. Vui không con? Vui không? Rồi, con mang thả nó vào quả xô nhá. Đừng có đưa tay vào nhá, đưa tay vào nó kẻ mất tay đấy.